ở đây có cái nhà mà thanh lọt xuống dưới luôn. Wow, nhà tôn mà cái mặt đất là nó bằng ngang cái cửa sổ kìa. Nhưng phải này là chúng ta đi ra đường Cầm Bá Thước hả? Đây cũng là đường Phan Tây Hồ anh chị ha, để ra Cầm Bá Thước nè. Cuối đường này là cái gì, cấm xe tải, xe 16 chỗ để ta che chắn tùm lum. Đây là con hẻm 82 đường Nguyễn Công Hoan, đường Châu Văn Liêm này ngày xưa là Đạt Đức đó, đường Châu Văn Liêm. Dạ Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ khá là nắng anh chị, nắng gắt. Em đang đứng trên con đường Phan Đăng Lưu, Chi Lăng ngày xưa. Phía sau lưng của em là ngã tư Phú Nhuận, còn đây là ngã ba. Con đường bên phải đây là Đoàn Thị Điểm, đi vào khu vực cư xá Chu Mạnh Tinh đây anh chị, Phú Nhuận thân yêu ngày nào đây. Hiện tại bây giờ là 1 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2022. Gần hết tháng 5 rồi anh chị, thời gian trôi quá nhanh. Em cũng không kiếm chỗ nào được chỗ nào mát mát nữa, cho nên đứng dưới cái nắng như thế này luôn, trời dặm bỡ bớt cũng được. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an và nhiều sức khỏe, hạnh phúc anh chị ha. Mời cô bác anh chị cùng đi dạo Sài Gòn, ngắm cảnh. Và đôi khi cũng có một chút gì đó giăng nắng dưới cái nắng như thế này. Đi thẳng thì chúng ta về chợ Bà Triệu anh chị ha, và về ngã tư Hàng Xanh, phía sau lưng thì chúng ta đi về phi trường Tân Sơn Nhất. Rồi em bắt đầu lăn bánh, và trong cái clip ngày hôm nay thì cái nội dung muốn mời cô bác anh chị đi tham quan cái khu vực vùng đất Phú Nhuận, đặc biệt là những con đường như là Trần Kế Xương, Phan Tây Hồ, một vài con hẻm, khu vực đối diện với hồ bơi Chi Lăng thưa anh chị. Và có điều gì sai sót cũng như là thiếu cái thông tin thì mong cô bác anh chị góp ý bình luận bổ sung. Em cũng chủ yếu ôn lại cái cảnh cũ và cập nhật một vài cái hình ảnh mới ngày hôm nay thôi. Sáng đến giờ thì Sài Gòn mình nắng cũng nhiều, ít có mưa, ít có mây. Không biết mấy hôm nay như thế nào ở khu vực em thấy ở ngoài phía Bắc thì ngập nước lụt đồ quá trời luôn, mưa nhiều. Trong Sài Gòn mình mấy hôm nay thì cũng đứng mưa, không có mưa. Con đường Phan Đăng Lưu, Chi Lăng ngày xưa, một đoạn nào đó để cô bác anh chị ngắm cảnh trong cái buổi chiều ngày hôm nay thôi, 1 giờ rồi. Ở đây ngày hôm nay thì nhà cửa người ta cũng xây lại mới, thay đổi khá nhiều. Bên trái của em thì ít cái nhà cao tầng hơn, chứ bên phải là nhiều lắm anh chị ha. Phía trước ở đây là con đường Phan Xích Long. Phan Xích Long, cái đoạn bên trái anh chị là chúng ta đi về khu đường Nguyễn Đình Chiểu, có chợ Nguyễn Đình Chiểu đó anh chị. Con đường bên trái của em, Phan Xích Long ngày xưa thì nó có tên là Thái Lập Thành. Còn cái khu bên tay phải đây thì lúc trước là cái xóm Nước Đen đó. Bây giờ thì nó cũng trở thành một cái khu vực ăn chơi rất là nhộn nhịp của Phú Nhuận nói riêng và Sài Gòn nói chung. Em đứng đợi đèn đỏ một tí anh chị ha. Quẹo bên tay phải thì anh chị đi con đường Phan Xích Long này về cái con kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đó. Bên này có quán trà sữa ha, nhượng quyền chị từ 19 triệu đồng. Quán này là quán gì đây? Em cũng không thấy. Nó có nhượng quyền thương hiệu của anh chị, 19 triệu là người ta tới người ta thiết kế cho cái khu bán của mình, khảo sát đồ này kia luôn đó. Rồi có thể là có một số dụng cụ luôn. Ngày hôm nay cái việc kinh doanh nhượng quyền như thế này ở Sài Gòn mình nhiều, đặc biệt là các quán cà phê anh chị ha. Cái ưu điểm của cái nhượng quyền này á, có một cái là cái chi phí nhiều khi nó cũng không có cao lắm, và cũng có người tới khảo sát design cho mình hết. Rồi có luôn cả dụng cụ nguyên vật liệu này kia, nói chung cũng đỡ, mình cũng đỡ phải đi tìm kiếm. Rồi em đang chạy, em vừa mới chạy qua ngã tư con đường Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu. Bây giờ thì
chúng ta chuẩn bị tới bên tay trái là đường Thích Quảng Đức nè anh chị, bên tay phải là hình như con đường Hùng Văn Cung để chạy ra Phan Xích Long. Bên tay trái Thích Quảng Đức thì đi về đường Nguyễn Kiệm. Ngày xưa con đường Thích Quảng Đức này có tên là Nguyễn Huệ anh chị. Tuy là trời nắng nhưng mà em cũng sẽ đi chậm thôi, chậm nhất có thể anh chị, để chúng ta ngắm cảnh mà. Nắng như thế này thì độ mồ hôi tiêu bớt mỡ cũng đỡ. Đó, bên trái là con đường Nguyễn Huệ Thích Quảng Đức ngày hôm nay anh chị, còn bên phải là con đường Phùng Văn Cung, đúng rồi. Độ phải thì anh chị sẽ đi thẳng ra Phan Xích Long luôn, ra chung cư Phan Xích Long. Còn sát bên đây thì chúng ta có nhà thờ Phú Hạnh thì phải này. Mừng quá, có cái bóng cây mát mẻ. Giáo xứ Phú Hạnh anh chị, không biết đó, cô bác anh chị có từng đi lễ ở đây chưa? Ở đây thì lễ sáng Chủ nhật là 5 giờ, chiều là 5 giờ 30, các ngày trong tuần chứ là 5 giờ và 5 giờ 30 chiều. Còn ngày Chủ nhật là tôi có tới 4-5 lễ luôn anh chị, 5 giờ sáng, 7 giờ sáng, 15 giờ, 17, 18 giờ. Ê. À, ở đây có con đường Tí Con anh chị ơi, Tí Con nè. Một chút xíu nữa có thể là em sẽ đi con đường Trần Kế Sương, Phan Tây Hồ rồi chạy về Ký Con này, để em xem thử con đường Ký Con này chạy về đâu. Vẫn phải dùng bản đồ anh chị, nếu không dùng bản đồ thì không kiếm được. Ở Sài Gòn có nhiều đường em chưa có biết hướng đi lắm. Ký Con này là chạy vô Cầm Bá Thước nè, chạy vô Cầm Bá Thước được ha. Ký Con, đường Cầm Bá Thước. Con đường Ký Con này nó là con đường cuộc anh chị. Đây em sẽ đi vào con đường Ký Con, rồi tới ngã tư Cầm Bá Thước thì em sẽ quẹo phải. Đây anh chị thấy con đường Ký Con không? Độ giới 12m đó. Mua bán nhà đất có số điện thoại luôn nè. Con đường Ký Con sát bên nhà thờ Phú Hạnh. Thật sự xin chia sẻ với cô bác anh chị là cái vùng đất Phú Nhuận ở chỗ cái đoạn này em không có biết gì luôn anh chị, cũng không biết ngày xưa nó là cái gì. Đi như vậy thôi nhưng mà cũng không hình dung được ngày xưa nó là cái gì. Nhưng mà em cũng hy vọng là cô bác anh chị sẽ nhớ và ôn lại được những cái cảnh vật cũ ở đây. Đây là con đường Ký Con, và tới ngay chỗ ngã tư phía trước này, nó là Cầm Bá Thước giao với Ký Con. Thì bây giờ em sẽ quẹo tay phải đi thẳng Ký Con này, là còn đoạn để đi vô hẻm cuộc với anh chị. Đây là đường Cầm Bá Thước đây, đây có quán nhậu nè, cho quán nhậu nhỏ xíu ha. Con đường Cầm Bá Thước cái đoạn này thì nó nhỏ nhưng mà anh chị có thể thấy nó đẹp. Con đường rất là đẹp nha, không đến nỗi nào. Nhưng mà bề ngang của nó tầm có khoảng chừng 2 mét mấy, 3 mét à. Nói chung là vừa lọt được chiếc xe hơi. Đây là Cầm Bá Thước đó anh chị. Xung quanh thì cũng có những cái con hẻm. Nhưng mà thôi, em đi trước cái đoạn này. Đây cái nhà cũ bên trái của em này, 33CEDB, quá trời luôn. Ra đây thì chúng ta đụng Phùng Văn Cung. Đây anh chị ha, ra đây là Phùng Văn Cung rồi nè. Quẹo trái thì anh chị đi về Phan Xích Long, quẹo phải thì anh chị sẽ đi ra đường Phan Đăng Lưu. Đoạn này Phan Đăng Lưu, Chi Lăng đó anh chị. Vậy như vậy là ở đây có cái nhà mà nó lọt xuống dưới luôn. Nhà tôn mà cái mặt đất là nó bằng ngang cái cửa sổ kìa anh chị, thấy không? Trời ơi, Phú Nhuận lâu lâu cũng có một vài cái khu hay quá ha. Lần đầu tiên em mới thấy cái khu này á.
chỗ này là không biết là cái gì, phía sau là một cái tòa nhà, đây là phía sau của tòa nhà, ở phía trên thì nhà khá là đẹp. Lâu lâu chạy cái tự nhiên cái giật mình thấy có một cái khu gì đâu mà nó lụp xụp quá trớn. Như bánh xe của em nó hơi mềm, chết rồi, coi chừng phải đi vá xe. Em xem thử coi. Bánh sau nó hơi mềm anh chị. Em kiếm chỗ này em bơm trước đi. Bơm trước ta thử coi nó còn xẹp hơn không. Ở đây thì ra Phùng Văn Cung rồi. Đây là con đường Phùng Văn Cung, bên trái thì ra Phan Đăng Lưu. Đây anh chị ha. Và quẹo phải thì chúng ta tiếp tục đi hướng về, chắc là em sẽ tìm về con đường Trần Kế Xương trước. Hồi nãy em đi một đoạn cầm Bá Thước rồi. Nhìn qua bên kia thì anh chị sẽ thấy đường Thích Quảng Đức đó anh chị, tức là Nguyễn Huệ ngày xưa. Chạy hết đường thì anh chị băng qua cái cổng xe lửa, xong rồi chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Kiệm đó. Em gắn cái điện thoại lên để em coi cái map. Chạy cái khu vực này của Phú Nhuận mà không có bản đồ thì rất là khó đi. Ký con cầm Bá Thước. Rồi bây giờ em sẽ quẹo bên mé tay phải anh chị nha. Kiếm một cái tiệm sửa xe nào có máy bơm cái, em bơm cái xe. Đây nhà thờ Phú Hạnh bên tay phải của em nè. Đường Ký Con nè. Xuống đây thì chúng ta sẽ đụng ngay cái đường cầm Bá Thước ha. Quá. Đây là chi hội gia đình Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chi hội gia đình. Em mới đi ngang đây anh chị. Giờ không có thấy chỗ nào có cái tiệm sửa xe. Thôi bây giờ em sẽ quẹo phải ở đây con đường cầm Bá Thước. Trước khi quẹo phải đường cầm Bá Thước thì em mời cô bác anh chị cùng với em nhìn lại một chút cái con đường này, là cái ngôi trường này là ngôi trường Châu Văn Liêm, phải ngôi trường này, ngôi trường Đông Ba. Đông Ba. Châu Văn Liêm ở phía trên là Đạt Đức ngày xưa đó. Đây là ngôi trường Đông Ba và đối diện bên tay trái là đường Nguyễn Văn Đậu đó anh chị. Nguyễn Văn Đậu đó. Bây giờ em sẽ phía trước là đường Trần Kế Xương. Ở đây có Trần Kế Xương rồi. Em đi thẳng tới luôn anh chị ha. Đi thẳng tới đây mời anh chị quẹo một chút vào đường Trần Kế Xương. Đây là cái con đường mà hôm nay em muốn mời anh chị đi đây. Cứ quẹo vào trước đi. Đây rồi, Trần Kế Xương. Đối diện bên trái kia là có con đường Lam Sơn đi vào hồ bơi Chi Lăng đó anh chị. Em quẹo về Trần Kế Xương nha. Đây, Trần Kế Xương này đi vô đây là có một cái khu nhà. Ôi, nhà này cũng cũ lắm anh chị nè. Trụ sở gì đó, để em chạy tới gần coi. Giống như cái biệt thự anh chị ha, cái biệt thự cổ đây này, trụ sở phái đoàn liên lạc bộ tổng tư lệnh quân đội đó. Khu trụ sở này bên trong có cái biệt thự.
con đường Trần Kế Xương này nó nhỏ thôi nhưng mà có vẻ nhà cửa ở đây cũng rất là ngon lành anh chị. Trần Kế Xương bên phải em ở đây có cái hẻm ha, hẻm cụt, khu nhà cụt. Bên trái em là trường Đông Ba này, em cũng không nhớ cái trường Đông Ba này ngày xưa có tên là gì nữa. Ồ, khu này là một cái khu hẻm cụt đó anh chị thấy không, mà nhà ở trong này có cái biệt thự này đó, 83C này, thấy chưa, quẹo ra lại này, cấm xe hơi vào phải anh chị nha, đường này cấm xe hơi vào phải từ sáng tới tối luôn, sau 22 giờ thì mới được chạy. Con đường Trần Kế Xương này á, anh chị mà đi thì chúng ta sẽ đi ra tới tới đâu nhỉ, tới Phan Xích Long, tới con đường Nhiêu Tứ, Nhiêu Tứ đó. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị cứ đi tiếp. Tới phía trước đi, qua một cái cua thì chúng ta sẽ đi về con đường Phan Tây Hồ. Bên phải em ở đây có trường mầm non Sơn K2, Sơn K7, cơ sở 2. Cô bác anh chị có những cái kỷ niệm nào ở đây thì có thể để lại cho em một cái bình luận nha. Bên trái là một cái khu nhà, nhà cổ anh chị, với cái hàng cây ở phía trước che kín mít lại. Vào mấy con đường này mà không đi quen với lại không có bản đồ là thường sẽ hay đi lạc. Ở đây vào phải là chúng ta đụng con đường Nhiêu Tứ rồi anh chị, Nhiêu Tứ nha. Chỗ này là vẫn là Trần Kế Xương, xuống đây thì mới là Nhiêu Tứ vậy nè. Đó, con đường này là Nhiêu Tứ nè. Tiếp tục Nhiêu Tứ, em quẹo phải Nhiêu Tứ, vào Nhiêu Tứ ở đây, đi tới phía trước có cái ngõ ba đây nè, bên phải này là đường Phan Tây Hồ đây anh chị. Đó, con đường này nè, con đường này là con đường Phan Tây Hồ. Nó vẫn là Nhiêu Tứ ha. Hẻm 12 Nhiêu Tứ còn là biệt thự không? Đây có cái nhà cũ anh chị thấy cái anh chị thấy cái mái tôn nó trong nhà cũ nè. Quẹo ở đây tiếp tục em đi ra Phan Tây Hồ nè. Đây là đường Phan Tây Hồ nè. Đó. Thiệt sự vô đây mà không có bản đồ là em đi lạc chắc chắn luôn anh chị, lạ quá à. Phan Tây Hồ này, cái này em quẹo tay phải luôn ha, đi thẳng là vô hẻm cụt. Em đang nhìn cái bản đồ anh chị, em quẹo tay phải luôn, đường này là đường Phan Tây Hồ, có cái nhà cũ nè, nhà cũ mà cái cửa sổ anh chị thấy là nó bị cái đường nâng lên gần tới cửa sổ rồi thấy không. Đây là đường Phan Tây Hồ, con đường đây anh chị, trông nó nhỏ ghê không, con hẻm thì có chút xíu à. Đây là đường Phan Tây Hồ, cái đoạn này thì hơi nhỏ, chắc ra đây nó to nè. À, đường này là đường Phan Tây Hồ rồi. Đó, bắt đầu em đi tới phía trước ha, mới lại cái con đường lớn. Đường Phan Tây Hồ này thì chạy thẳng ra lại đường Cầm Bá Thước. Ồ hay. Rồi em đi một vòng anh chị. Qua Phan Tây Hồ đoạn này thì đường đẹp và có rất là nhiều nhà to. Ở đây thì chúng ta tiếp tục đi thẳng. Trong này thì
có cái khu nhà nhìn nó riêng biệt quá anh chị. Em chạy qua đây thử coi có cái gì. Theo cái bản đồ thì đây là một cái hẻm cụt, có cái nhà cũ xưa ở đây, nhà cũ có mái ngói đỏ. Rồi bây giờ em sẽ quẹo bên mé tay phải anh chị ha, đi tiếp tục con đường Phan Tây Hồ. Bánh cuốn Tây Hồ của Phan Chu Trinh anh chị. Và con đường này thì đi ra lại Cầm Bá Thước. Nó có cái dốc chạy nó thoai thoải xuống dưới đây. Cũng nhiều hẻm ghê anh chị, hẻm hóc rất là nhiều. Có điều thôi hôm nay em đi những cái con đường lớn đi. Có một tiệm tạp hóa, có giặt sấy tự động nữa. Ở đây là chúng ta đi tới con hẻm bên trái, bên phải là chúng ta đi ra đường, bên phải này là chúng ta đi ra đường Cầm Bá Thước đó. Đây cũng là đường Phan Tây Hồ anh chị ha, chạy ra Cầm Bá Thước nè. Đường chính thì nó được nâng lên, còn những cái con hẻm xung quanh thì nó vẫn còn sâu lắm anh chị, đi xuống dưới đó. Ra đây thì anh chị ra con đường Trần Chế Xương đó, phía trước cái ngã ba phía trước đó, đó không phải Cầm Bá Thước anh chị. Ra đây thì ra con đường Cầm Bá Thước giặt sấy lấy liền. Đây đường Cầm Bá Thước này em vào phải thì chúng ta sẽ đi ra đường Phan Đăng Lưu. Đây là trường Đông Ba này. Đây là trường Đông Ba chị ha. Bây giờ thì em ra phía trước cái hồ bơi Di Lăng rồi. Tiếp tục em sẽ mời cô bác anh chị cùng với em đi về con đường này, là con đường Trần Kế Xương bên tay phải của em ha. Đây là ngôi trường Châu Văn Liêm, tức là trường Đạt Đức ngày xưa đây anh chị. Đây nè. Đạt Đức ngày xưa. Bên trái là bên trái là con đường Lam Sơn đi vào hồ bơi Chi Lăng. Hôm nào hẹn cô bác anh chị một chuyến chúng ta khám phá khu vực Lam Sơn đi vào hồ bơi Chi Lăng. Bây giờ thì em chạy tới phía trước. À,
đây sắp tới thì bên tay phải của em có con đường ngày hôm nay nó có tên là Đặng Thái Mai anh chị. Em thấy trên bản đồ có để là Đặng Thái Mai. Đây, đường Đặng Thái Mai. Con đường cái tên nghe lạ, em chưa nghe bao giờ luôn. Em gọi phải đây anh chị, con đường này á, là anh chị sẽ đi vào đường Trần Kế Sương. Không phải, dường như nó vào hẻm cụt thì đúng hơn. Cái theo cái bản đồ thì nó là hẻm cụt, nhưng mà không biết là có đi được hay không anh chị. Bây giờ em muốn mời cô bác anh chị ra con đường Trần Kế Sương để em chạy về con đường Nhiêu Tứ lúc nãy đó, rồi chúng ta đi ra khu Phan Xích Long. Con đường này chắc có lẽ nó là hẹp cuộc thiệt là anh chị. Đúng thiệt là hẹp cuộc, cuối đường không có chỗ nào đi hết. Đây có cái khu nhà cũ quá trời bên tay trái của em. Bây giờ chắc là em phải quẹo trái ra con đường Phan Đăng Lưu. Trái ra Phan Đăng Lưu xong rồi cái em đi thẳng về Trần Kế Sương, sau đó em sẽ đi con đường Nhiêu Tâm anh chị ha. Nhiêu Tứ chứ. Nhiêu Tâm hình như là ở bên cái khu vực chợ Hòa Bình quận 5. Ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ đâu anh chị, con đường nhánh bên trong ra nhỏ. Chúng ta đường đường chạy thôi. Đường Trần Kế Sương ở bên mé tay trái của em này. Trần Kế Sương đó thì nó đối diện với lại con đường, gần như là đối diện với con đường Lam Sơn anh chị. Lam Sơn Hồ Bơi Chi Lăng bên phải của em đây. Đó, bên phải là vào Hồ Bơi Chi Lăng, bên trái là trường Châu Văn Liêm. Đây anh chị có thể nhìn tổng quan một chút xíu trường Châu Văn Liêm ha. Đây con đường Lam Sơn nè. Trường Châu Văn Liêm này ngày xưa là đạt đích. Đó. Trường Châu Văn Liêm. Bao nhiêu kỷ niệm ở đây anh chị. Bây giờ em sẽ quẹo trái qua con đường Trần Kế Sương. Đó, Trần Kế Sương bên trái của em ha, để chúng ta tìm về con đường Nhiêu Tứ. Rồi, em chạy về con đường Trần Kế Sương đây anh chị. Quay lại cái khu vực cái chỗ bộ tư lệnh gì đây nè, anh chị có dịp nhìn lại nó kỹ hơn đó. Em sẽ hơi ở trong nó quẹo ra. Đi hướng này thì em sẽ đi về con đường Nhiêu Tứ. Họ chỉ cho xe hơi chạy một chiều từ đi ngược về hướng anh chị đang đi thôi. Còn hướng em đang chạy vào đây thì cấm xe hơi. Đó, có những cái bạn cấm từ 6 tới 22 giờ đó.
xuống đây thì em mời cô bác anh chị đi con đường Nhiêu Tứ nha. Bên trái là con đường Trần Kế Sương tiếp này, tiếp tục chạy nè. Ở đây thì em đi thẳng con đường Nhiêu Tứ. Ở đây là tới ngay cái ngã ba, bên phải thì là con đường Phan Tây Hồ lúc nãy em mới đi đó. Bây giờ em sẽ đi thẳng anh chị ha. Con đường này bắt đầu thấy nó dốc dốc xuống anh chị thấy không? Nhiều nhà to ở đây ghê, nhà to nhà đẹp không. Đây có Thánh Nam Phật Đường. Ở trong này em thấy có một cái chỗ cũng hay hay, mời cô bác anh chị đi vào với em nha. Một con hẻm ha. Và bên trong này em thấy có một cái đền Đức Mẹ với cái lối cầu thang bên trái của em, người ta đi lên nhà đó anh chị thấy không? Nhà ở trên cao. Trong này có một cái đại Đức Mẹ. Một cái con hẻm này có một cái khu nhà mới quá trời luôn anh chị. Ở đây chắc là hẻm cụt rồi. Thôi em chạy ra, người ta đang tưới nước, tưới cây. Nhà ở đây thì con hẻm nhỏ nhưng mà nó sạch sẽ anh chị này, thấy không? Và quảng cáo, đề nghị không nên vẽ vào quảng cáo nơi tôn nghiêm. Đây là bức tường của ngôi, của cái đền đó anh chị. Rồi con đường Nhiêu Tứ bên trái em, mình chỉ thấy có một khu nhà cũng cũ không, nó lụp sụp xuống phía dưới luôn. Hẻm 45. Ra đây chắc là ra khu Phan Xích Long. Đây rồi. Chung cư Phan Xích Long thưa anh chị. Ra cái khu Vạn Hoa. Đây là con đường Hoa Sứ. Bên trái là đường Hoa Câu. À đây có con đường Hoa Câu ha. Mời anh chị đi con đường Hoa Câu nha. Tại vì em hồi giờ ít không có nào đi đường Hoa Câu này đâu. Phụ này ngày hôm nay ăn uống từ sáng tới chiều anh chị, lúc nào cũng bán đồ ăn ngập tràn hết. Đây có khu nhà dưỡng phòng trọ cho thuê. Hoa Câu. Hoa Câu ở đây đi đâu đây? Cuối đường này là cái gì? Cấm xe tải, xe 16 chỗ. Đây, ta che chắn tùm lum. Đây là con hẻm 82, đường Nguyễn Công Hoan. Ủa như vậy là ở đây là đường Nguyễn Công Hoan hả anh chị? Đó, ở đây 93 Nguyễn Công Hoan, đúng rồi, bên phải là anh chị đi ra Phan Xích Long. Bên trái đây là có mấy cô đi mua ve chai ở đây nhiều quá, mấy cô mấy chú. Đường Nguyễn Công Hoan này là đi thẳng ra đường Phan Đăng Lưu lại nè anh chị, Chi Lan năm xưa đó. Còn nó chạy ra hình như là đâu đó sát bên cái công viên Phan Đăng Lưu ngày hôm nay hay công viên Phú Nhuận ngày hôm nay đó. Ngày xưa đó là một cái gì địa anh chị, bên trái em có khu nhà cũ ngay chỗ cái đình này. Con đường Nguyễn Công Hoan này không biết của bác anh chị có những cái kỷ niệm nào ở đây hay không. Hôm nay thì chắc là em chỉ kịp đi cái đoạn này thôi. Mai mốt thì có thể là sẽ mời cô bác anh chị đi tìm hiểu sâu hơn nữa cái khu Nguyễn Công Hoan này. Con đường này có vẻ cũng khá là thú vị với anh chị.
con đường này ngày xưa em cũng hay đi làm, đi từ Bình Thạnh chạy qua Tân Định là em chạy cái con đường Nguyễn Công Hoan này, đi về khu vực Phan Xích Long, sau đó đi về cái cầu Trần Khánh Dư á. Buổi tối ở đây em nhớ là có nhiều quán ốc, trông cũng đông và ngon lắm nha. Bên phải em này, không biết là sau cái mùa dịch người ta có nghỉ chưa. Ồ, ở đây còn có khu nhà biệt thự to dữ ha. Thôi thì ở đây thì chốt hạ được rồi anh chị. Khu này hẹn của mấy anh chị một ngày nào đó mà có nhiều thời gian hơn chúng ta đi khám phá. Ở đây là chung cư, có chung cư Trần Kế Xương nữa. Em đang chạy ở chung cư Trần Kế Xương. Đây con đường Trần Kế Xương này quẹo trái anh chị đi về cái đoạn hồi nãy em đi Phan Tây Hồ gì đó. Chà, cũng nhiều điều thú vị nha. Đây bên trái em là cái công viên Phú Nhuận này hôm nay nè. Ngày xưa nó là một cái nghĩa địa anh chị. Cái nghĩa địa này có tên là cái gì đi? Em để em nhớ cái coi cái nghĩa địa này có tên là gì. Công viên Phú Nhuận. Công viên Phú Nhuận tên gì thì em lại quên mất tiêu à. Công viên Phú Nhuận thì ngày xưa là cái một cái nghĩa địa anh chị ha. Nhưng mà em quên rồi. Xin lỗi cô bác anh chị. Ở đây thì đối diện với lại cái khu vực này là cứu hỏa nè, đó, phòng cháy chữa cháy đó, ngày xưa là cái bốt cảnh sát gì đó, em cũng quên luôn. Đây là con đường Phan Đăng Lưu anh chị ha, Chi Lăng ngày xưa. Em đang quẹo hướng bên phải. Em đang quẹo hướng bên phải con đường Phan Đăng Lương, tức là Chi Lăng ngày xưa hướng về chợ Bà Chiểu. Và ngay cái vị trí này chắc là em xin được tạm dừng clip thưa cô bác anh chị. Chiều hôm nay thì Lan Thang ở cái khu vực Phú Nhuận, những con đường như Trần Kế Xương, Phan Tây Hồ đó, rồi thêm một đoạn Nguyễn Công Hoan. Có nhiều cái điều thú vị trong cái buổi chiều hôm nay mà em nghĩ có thể là cô bác anh chị cũng đã lâu chưa có về thăm lại được. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Đây là ngã ba đường Phan Đăng Lưu với đường Hoàng Hoa Thám đó. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.